Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chính quyền địa phương, kính thưa quý quan khách và chư quý đồng đạo, kính thưa quý ông, quý bà và các bậc cao minh cao đồ của Đức Thầy tôn kính có mặt hôm nay. Kính thưa quý vị đại diện cho tôn giáo bạn và quý quan khách. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhằm ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 99 năm ngày lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi 1919, 25 tháng 11 năm Mậu Tuất 2018. Chương trình hành lễ gồm có 2 ngày, ngày 24, ngày 25 năm Mậu Tuất. Ngày 24 tháng 11 năm Mậu Tuất, chương trình gồm có 18 giờ đồng đạo tập hợp, 18 giờ 30 công phu buổi tối, 19 giờ lễ khai mạc nghi thức tôn giáo, kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Sau phần nghi thức, liên tiếp sau đây là gồm có các tiết mục sau: A. Đọc bài sứ mạng, tức là bài thay lời tựa. B. Đọc lại 8 điều răn cấm, tức là lời phiên bổn đạo. C. 19 giờ 30 cầu nguyện quốc thế dân an. D. 20 giờ đọc lại một đoạn trong sấm thi của Đức Huỳnh Giáo Chủ. D. 20 giờ 15 phút buổi thuyết giảng giáo lý siêu thượng của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Hay là lời chia sẻ đến cho tất cả đồng đạo. G. 21 giờ 15 phút đọc lại phần thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho đến 22 giờ kết thúc cho cái chương trình ngày 24. Chương trình hành phần chánh lễ ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất gồm có các tiết mục như sau: 6 giờ đồng đạo tập hợp đông đủ, 7 giờ điểm tâm sáng, 8 giờ phân công các ban, 8 giờ 30 lễ cung nghinh chân dung Đức Huỳnh Giáo Chủ từ vị trí an vị tạm thời và về an vị tại lễ đài. Có bố trí đồng đạo đứng hai hàng có cầm cành hoa để cung nghinh Đức Thầy, và mỗi đồng đạo đều mặc quốc phục nếu có, tức là khăn đóng áo dài. Còn lại đồng đạo phải mặc đạo phục, tức là áo choàng. 9 giờ lễ an vị chân dung Đức Thầy tại lễ đài. 9 giờ 15 phút lễ dâng hoa trước lễ đài để cúng dường Đức Thầy. Giờ phần hành chánh lễ khai mạc chính thức: một lớn, A. Tuyên bố lý do, B. Giới thiệu thành phần tham dự, C. là nghi thức tôn giáo kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Phần hai lớn, phần nội dung chính: một. Đọc diễn văn khai mạc. Hai. Đọc điện mừng, thư chúc mừng, tặng lãng hoa và quà của đại diện chánh quyền mặt trận tổ quốc các cấp và đồng đạo. Ba. Đọc bài sứ mạng, tức là bài thay lời tựa. 4. Đọc bài 8 điều răn cấm, tức là lời phiên bổn đạo. 5. Đọc báo cáo tóm tắt hoạt động đạo sự năm đạo thứ 79 và định hướng hoạt động đạo sự năm đạo thứ 80 của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. 6. Phát biểu ý kiến của đại diện chánh quyền mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương. 7. Đọc tóm tắt tiểu sử và bước chung chiên khai đạo cho đến ngày vắng mặt của Đức Thầy. 8. Đọc thông bạch của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. 9. Đọc bức tâm thư của Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Phần 3 lớn, đáp từ, tức là phần bế mạc, đáp từ của Ban tổ chức nghi thức bế mạc phần chánh lễ. Mời quan khách và đồng đạo dùng cơm chai với ban tổ chức chúng tôi, tiếp tục đọc sấm giảng thi văn giáo lý của Đức Huỳnh Giáo Chủ cho đến 20 giờ kết thúc. Kính thưa quý quan khách và tất cả chư quý đồng đạo, đó là thành phần chính thức của đại lễ hôm nay. Xin mời toàn thể chư quý vị quan nghinh cho một tràng phát tay nhiệt liệt. Thì giờ đây chúng tôi cũng xin thông báo đến chương trình để chúng ta làm lễ cung nghinh chân dung Đức Thầy. Em cháu lễ phép kinh thỉnh hết quý vị đồng đạo đồng đứng lên, cả bên trong cũng như bên ngoài, để chúng ta làm lễ nghi thức tôn giáo.
Thì giờ đây chúng tôi cũng xin kính mời toàn thể chư quý vị thân tướng trang nghiêm, tâm thanh tịnh, đồng hướng về ngôi thờ cửu quyền thất tổ, đồng kính ba xá. Dạ thưa thôi. Dạ kính đến đồng hướng tâm về Hồng Ân Tam Bảo và Đức Thầy tôn kính, đồng kính lễ chung ba xá. Dạ kính mời. Dạ thưa xong, kính mời đồng xe về phía bên ngoài. Đồng hướng về bàn thờ thông thiên cũng như bàn hương án, đồng thành tâm kính lễ ba xá, kính mời. Dạ kính mời đồng xe về bên trong. Một phút đồng hướng về giác linh cố đức ông và đức bà thân sinh của Đức Quỳnh Giáo Chủ và những vị đã tử vì đạo, hy sinh cho tiền đồ đạo pháp và dân tộc, chúng ta đồng mật niệm kính lễ. Dạ thưa xong, vậy thì cái chương trình nghi lễ đã xong. Nam mô A Di Đà Phật. Phan lòng chữ già chân hoài lo ngọc ân non con tờ lừa lo châu lạc đường về nương bước ngựa núi trốn qua đằng ráng lần do vườn hoa ngó khi dòng chiều chích cảnh nguyệt côi gà tiếng ngó bỏ xe sự sang hò hò sang sự xe bỏ thôn hương liễu cống sẽ nghe đã tầng chiều dòng khỉ ngó qua giường quỷ ma hai phá rối người tu đạo đức chữ nhu ráng chi hành chớ bỏ lời thề nơi Phật cảnh chớ quên tiếng nguyện chốn non xanh đêm thanh vắng tiếng đờn khoan nhạc nghe cho tường giọng bắc qua nam Thích Ca còn phê tước hàm
đài cao, cửa rộng mà ham tu hành, hiền đệ cháu muốn nghe lời Ngọc Lão tỏ bài hình dốc nhiệm sâu. Thiên ý không riêng mỗi đạo màu, thì ở đây lỡ mà tâm linh sẽ được bắt đầu, chúng mời tất cả chú quý vị càng mà mỗi người càng lãng quan cũng như càng càng quan, chúng ta đứng tự nhiên chỉ được cúi đầu thôi, chúng ta cũng khỏi khá khỏi lại. Đồng quý vị tôn vinh đức thầy, chúng ta đồng cúi đầu chỉnh lễ ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Vào vai linh đức thầy từ bi chúng giáo. Hôm nay nhân ngày 25 tháng 11 năm Mậu Tuất, nhân ngày toàn thể chúng con đồng tập trung trở về đây là tỉnh thất cầu Cây Xanh, ấp 6B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con xin long trọng tổ chức nhân ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 99 năm lễ đản sanh của ngài. Hôm nay chúc chân dung công chúng của ngài, tất cả chúng con dân những lãng hoa và tấm lòng chân thành kính đến cúng dường đức thầy, để chúng con được mạn phép tôn linh chân dung đức thầy từ vị trí tạm thời để về an vị nơi lễ đài, để chúng con long trọng tổ chức nhân ngày đại lễ kỷ niệm lần thứ 99 năm. Xin đức Phật và đức thầy từ bi quan hỷ chúng minh đồng cúi đầu. Rằng truyền yêu lý niệm cao sâu, truyền miền Nam địa càng thâm lọc lẻ tà tâm sự đứng đầu, nguồn bạch thủy trong gieo thấy ơi dạng lẽ nhiễm mi màu chưa hẳn cho ôi. Đêm ngày buồn bã vô hồi, kìa trên tiên cảnh vị ngôi sẵn dành. Đạo rải khắp năm canh tỏ bút dạy tận tường, chẳng chút nào sai. Cổ nhân tích để phân bài, đường chân nẻo chánh âu ai ráng tầm. Thuyền bát nhã chi tâm trực thẳng, thả ra khơi cứu dân khắp trầm. Phù sanh lắm cuộc lao thân, ngày đêm ta tháng muôn phần đớn đau. Trách
thông thiên vọng lẽ nào. Chí tâm từng làm thấp cao, dạy cho rõ biết thiên tàu nơi đâu. Ngồi nghĩ càng thêm sầu cho thế, bởi ít ai cải chế đường tàn. Sợ e nhiễm mơ trượt đò xa, sợ cho lắm kẻ chăng hòa lụy tu. Sợ nhiều kẻ giả buồn đổi ư chí, quên những câu chánh kỷ quá nhờ. Mãn lo tìm kiếm tước quần, thất kỳ vọng tưởng lánh chơn đường lành. Trong buổi khổ mau mau tránh khổ, ráng tâm vào đến chỗ an cư. Học câu hỷ xả đại từ, nếu gương nghĩa sĩ giả tư chớ gần. Cô bác chánh ráng mài chăm giả tư, một điều người khá hành ý. Muốn thu thiên đình nhất kỳ, hạ quan sắc linh khai kỳ long quang. Ráng dẹp phá sương mù trước ây mắt, chớ để cho quỷ giặc linh hồn. Lão đây dưng linh Phật tôn, lành cần thưởng phạt chư môn giữ lành. Khá chỉ tâm học hành kinh, sám thoát nơi miền hắc ám mi phong ba. Trở chân cho kịp lòng hoa, lòng hoa có mặt ấy là hiền nhân. Đền nợ thế nghĩa ơn trọn vẹn, lấy tinh thần hiệp viên ngút mây.